Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Ở đây là cây cầu Ngọc Hòa ở xã Ngọc Hòa. Thì ngày hôm nay mấy anh em đổ xong đà nước với đổ cột rồi. Thì mình gác cái đà dọc ở phía trên là cái dàn đỡ. Thì hôm gầy do Thiện cũng bận công việc nhà nhiều quá, không có đi quay phim nhà cũng như làm cầu gửi đến cô chú anh chị được. Thì Thiện hôm nay cũng sắp xếp một ít thời gian để đi quay cập nhật xây dựng những cây cầu gửi đến cô chú anh chị xem. Thì từ đây tới cuối năm mình làm tới 6 năm cây cầu. Thì do Thiện cũng bận sửa chữa nhà đó, để mấy anh em thì cũng phụ tiếp, thành ra không có đến để phụ tiếp làm cầu được. Thì ngày hôm nay cái nhà cũng đang sửa rồi, thì cũng chiết thời gian ra để làm cho nó xong những cây cầu. Thì hiện tại mình đang làm cây cầu Kinh Phong Lưu, cây cầu Ngọc Hòa, cầu Thủy Lợi, cầu Kinh Bờ Chuỗi, cầu Ngã Tư Ba Quân và cây cầu ở xã Bàn Thạch. Thì còn cũng 5-6 cây cầu, nhưng mà thời gian thì mình cũng chưa có nhiều thời gian để hoàn thành sớm những cây cầu, thì cũng mong cô chú bác anh chị thông cảm. Thì thời gian tới Thiện bớt công việc nhà đó thì sẽ đến để cập nhật tiến trình xây dựng cầu gửi đến cô chú anh chị xem. Thì đây là cây cầu Ngọc Hòa, thì sau khi đổ đà nước rồi mình lên cột với lại làm dàn đỡ đó, thì ngày mai mấy anh em sẽ tiến hành đóng cốt pha. Ở đây là mình cặm ở dưới, là hôm trước Thiện cặm một bên là 4 cây trụ, hai bên là 8 cây ở đoạn giữa, nhưng mà mình thấy nó hơi ít trụ đó, thành ra bây giờ cái vùng đất đây người ta lấy đất nhiều quá thì mình sợ nó yếu, mình tăng cường thêm 4 cây trụ nữa để đổ cái đà nước này cho nó rộng ra nè. Sắp tới thì sẽ dành thời gian để đi quay phim cập nhật tiến trình xây dựng cầu, cũng như quay vận động cất nhà tặng quà gửi đến cô chú bác anh chị xem. Thì gác cái nhịp giữa này đó, là mình cũng cần cái ghe để gác cái nhịp giữa nó mới được. Thành ra hôm nay có chiếc ghe chở cái dàn khung đỡ lại, rồi mình chở luôn cái phần xi măng với cát để chuẩn bị đổ đà. Cái này cát mình vác lên nè, để từng sau đổ bê tông đà. Ở ngoài kia mấy anh em đổ thêm mấy chục miếng đan nữa. Thì cây cầu này nó có chiều dài là 30m đó cô chú anh chị. Nó nhịp giữa là 8m, là nhịp biên là mỗi một nhịp là 6,5m. Rồi còn lại là cái phần dốc. Ở đây ba cây cột thì mình đổ cột 30 ba cây. Đó. Chính giữa thì có 6 cây thép. Cột tròn mình đổ đẹp. Ở bên đó thì mới có lộ. Thì khi mà mình làm xong cái cầu này đó là bà con hai bên bờ người ta đi qua lại dễ dàng hơn. Thì cùng một lúc mà mình làm tới 5-6 cây cầu đó cô chú anh chị, thì
cái thời gian nó cũng chậm một tí, thì cũng mong cô chú bác anh chị thông cảm. Thì hôm nay thì cập nhật tiến trình xây dựng cầu Ngọc Hòa cũng như là cái cầu Kinh Bờ Chuỗi đó, mình cũng đã có cầm trụ rồi kia xong rồi, thì tí xíu nó sẽ đi quay gửi đến cô chú bác anh chị xem. Thì cầu Phong Lưu rồi cũng đang xây dựng nữa, với lại cái cầu ở Kinh Thị Lợi 2 thì cũng đã làm xong rồi. Thì cầu đó được anh Đặng Chí Thành và chị Karen Dương tài trợ, thì mình cũng đã làm rồi, nhưng mà do chính quyền địa phương người ta chưa có thời gian để tổ chức khánh thành đó, thì mình chờ thêm thời gian vài hôm nữa. Này, mấy miếng đa năm trước đổ mà nó thiếu xi măng đó, bây giờ đổ lại để sau này gác đổ đà xong rồi mình gác đa lên nè. Tới cái ngày đổ đà thì sẽ cập nhật gửi đến cô chú bác anh chị xem những hình ảnh cái cầu Ngọc Hòa. Thì cái này mình chỉ mới gác tạm cái dàn đỡ lên thôi, còn vài bữa nữa đóng cấp pha đó, mình hạ cái dàn đỡ đó xuống chút xíu rồi đóng cấp pha, nhưng hiện tại thì nó hơi cao. Thiền xin mến chào cô chú bác anh chị và các bạn. Đây là cái cầu thứ hai Thiền đến đây để cập nhật tiến trình xây dựng cầu Kinh Bờ Chuỗi gửi đến cô chú bác anh chị xem. Thì đây là cái cầu Kinh Bờ Chuỗi, trước đó Thiền cũng đã quay phim để vận động xây dựng, rồi nay cũng đã được cô chú bác anh chị ủng hộ xây dựng, thì mình đổ trụ cầu xong rồi, giờ mình cầm được cái trụ đó. Thì ở trong bờ này mình cầm 3 trụ, còn ra ngoài giữa bờ sông á, giữa lòng sông á, thì cầm mỗi một bên như vậy là 4 cây trụ. Thì cây cầu này làm với chiều dài là 25 mét, chiều ngang là 3,3 mét. Thì trụ mình cầm xong rồi vài bữa nữa làm cây cầu đổ đà cầu Ngọc Hòa xong thì mình chuyển qua đây để đổ đà nước của cây cầu Kinh Bờ Chuỗi. Đó, một vài ảnh thì quay phim để thấy được cây cầu mình cũng đã đang được xây dựng. Thì mình làm nối tiếp những cây cầu với nhau, thì cây này làm xong rồi tới cây kia. Đó, thì cây này mình làm xong sẽ chuyển qua cây cầu Kinh Thủy Lợi để làm. Đó, thì năm nay thì vận động cô chú bác anh chị ủng hộ xây cầu cũng nhiều. Trong năm nay nếu mà hoàn thành luôn là 13-14 cây cầu. Cây cầu này mình cắm sâu vô trong luôn để sau này nó không có bị lỡ cái bờ đó. Dùng đất đây cũng cứng lắm. Ở phía ngoài kia là mấy cái trụ mà dở ra rồi nó mục ghiệu hết trơn. Thì tạm thời người dân sẽ đi đường vòng. Khi mà cái cầu này rồi thì cái tiếng này nó mới thông tiếng được. Này làm rồi là nó liền qua cái lộ bên đây luôn nè. Thì Thiền cũng cảm ơn cô chú bác anh chị đã theo dõi video của Thiền ngày hôm nay nha. Thì tuần vừa rồi Thiền cũng ít ra video là do công việc nhà của mình bận sửa chữa nhà. Thì Thiền không có đi cập nhật tiến trình xây dựng cầu với nhà cho cô bác anh chị xem được. Thì cũng rất là mong cô chú bác thông cảm. Thì thời gian tới Thiền sẽ cố gắng dành thời gian để mình đi cập nhật những công trình mình đã vận động và làm từ đây cho tới cuối năm.